Thank you.
Trên đó đang đánh kèo trên, mình lại kèo kèo dưa là. Thank you.
Like
Sun Dai, the building director of Hanok Department of Culture and Sport, and the head of the Oklai Committee, and Mr. Wen Kim Hui Han, president of Hanok Badminton Federation, and Mr. Sun Rizvan, the chief of Jonik Samurai. Ông Phạm Xuân Đài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Hà Nội. Ông Sắc Mù, đại diện cho đất Shanghai, lên trao huy chương, hoa và phần thưởng cho các vận động viên. Okay, I don't know.